Kính thưa quý vị, các diễn viên nhào lộn từ Úc biểu diễn trên đường phố Chile, tin từ Chile. Hồi giữa tuần qua thì những con đường ở Santiago đã trở thành sân khấu của các diễn viên nhào lộn, các tay đua mạo hiểm, những vận động viên trượt ván và cả các vũ công đến từ nước Úc. Những màn biểu diễn nói trên đã được sắp xếp bởi công ty Sid Branch Mebula. Nhưng dịp lễ hội đường phố quốc tế được tổ chức thường niên tại Chile, ở một khu công viên trong nội thành, các diễn viên nhào lộn đã sử dụng cơ thể để tạo thành những màn biểu diễn thu hút người xem. Trong khi đó, thì những vận động viên mạo hiểm lại sử dụng xe đạp và ván trượt để thực hiện các màn trình diễn khiến cho khán giả phải không ngừng thót tim. Với tên gọi là Concrete and Bone Sessions, chương trình nói trên đã được Branch Nebula tổ chức nhằm mục đích là khám phá nền văn hóa hiện đại, sau đó truyền tải lại nó tới cho những người xem, giúp họ cảm nhận được sự sáng tạo độc đáo của môi trường đô thị. Chương trình biểu diễn này đã thu hút được một lượng lớn của khán giả của thành phố San Diego, những người đã tỏ ra hào hứng trước các màn biểu diễn mạo hiểm và gay cấn. Branch Nebula là một công ty suite được thành lập vào năm 1998 bởi Mirabel Walters, người Bỉ, và Lee Wilson, người Úc, dưới mô hình là một công ty độc lập loại nhỏ, chuyên về các chương trình biểu diễn và vũ đạo. Lễ hội đường phố quốc tế là một sự kiện truyền thống quen thuộc với người dân ở San Diego. Và trong năm nay, thì lễ hội này đã quy tụ hơn 67 chương trình biểu diễn được thực hiện bởi các đơn vị và cá nhân đến từ hơn 19 quốc gia trên toàn thế giới.